là một xã có số người cách ly tại nhà rất đông với gần 400 người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Cũng như các địa phương có dịch, Ủy ban nhân dân xã Hải An, huyện Hải Lăng đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch của xã tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn người cách ly tại nhà thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương. Đối với các đối tượng mà khi mà đã cách ly tập trung về cách ly tại nhà thì trước khi về thì nghe thông báo của trạm y tế thì Ban chỉ đạo các tổ cộng đồng là đến từng gia đình thăm hỏi động viên và có cái chủ trương là cho mượn nhà để cùng ở gác. Trong nhà đó là chỉ có là người về cách ly một lần, qua kiểm tra thì coi bà con chấp hành rất đầy đủ. Hiện huyện Hải Lăng có hơn 1.000 người đang cách ly tại nhà, trong đó chiếm số đông là lượng người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngoài việc tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ và vận động người cách ly tại nhà, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng còn chỉ đạo và hướng dẫn các xã thị trấn tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn về nhà ở, cách ly kép, đồng thời tư vấn kiểm tra y tế đối với người cách ly theo đúng kế hoạch phòng dịch. Trước khi mà người để cách ly tại nhà thì là tổ COVID cộng đồng và trạm y tế của xã là đến hướng dẫn cụ thể các cái nội dung mà theo yêu cầu của người cách ly tại nhà. Thứ hai là người cách ly tại nhà phải là cam kết với tổ COVID cộng đồng về ban chỉ đạo của cấp xã về các cái nội dung yêu cầu cách ly tại nhà. Và trong cái quá trình mà cách ly tại nhà thì tổ giám sát cộng đồng sẽ thường xuyên là giám sát cái quá trình người cách ly tại nhà và vận động các cái thành viên trong gia đình là hạn chế đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Do vậy, việc quản lý chặt chẽ người cách ly tại nhà là việc làm cấp thiết của huyện Hải Lăng nhằm góp phần quan trọng vào việc thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện nói riêng và của toàn tỉnh nói chung.